Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 162, đề bài như sau. Quan sát hình 50.2, điền vào các chỗ trống trong đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp cho trước là vi khuẩn, muối khoáng và chất hữu cơ. Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy quan sát thật kỹ hình vẽ, chú thích trên hình và các chiều hướng mũi tên có ở hình 50.2, vai trò của vi khuẩn trong đất. Sách giáo khoa trang 162. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Xác động thực vật chết rơi xuống đất được vi khuẩn ở trong đất biến đổi thành các muối khoáng. Các chất này được cây sử dụng để chế tạo thành chất hữu cơ nuôi sống cơ thể. Như vậy cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 6 trang 162.